Quyết liệt, quyết sống liệt. Bấm để chi thật. À, em tên là Nguyễn Thị Hồng Sang, năm nay 29 tuổi, đến từ Thủ Đức. Hiện mình đang làm công việc gì? Dạ, làm công nhân cho công ty điện tử. Rồi, mời bạn trai. Em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả có mặt trong hội trường. Dạ, anh tên là Nguyễn Vũ Kha, năm nay em 29 tuổi, quê gốc là ở Cà Mau. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em sản xuất sáo và bán online. Bán gì online em? Sáo. Sáo thổi hả Hương? Dạ, sáo thổi. Rồi. Bây giờ mình thổi sáo cái đi. Em làm, hồi hộp với em quá. Làm như nó nghẹt mét á. Sáo này. Em hỏi lại. Hỏi lại đi. Em đứng lên nha. Rồi đứng đi, đứng vô coi hơi. Em hồi hộp. Làm lại nữa. Thổi dày mới bán được sáo nè. Bạn có năng khiếu gì không? Thế rồi chỉ biết nấu ăn với lại chơi thể thao thôi. Chơi thể thao môn gì? Bóng đá. Trời ơi. Chi? Con bóng đá ở vị trí nào? Dạ tiền vệ. Về vợ đá bóng, chồng thổi sáo. Bạn trai có chơi môn thể thao nào không? Dạ em có chơi đá bóng chị ơi, đá tiền đạo. Được ha. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ cũng có một rồi. Dạ quen hơn 4 năm nhưng mà chia tay nay cũng gần 2 năm rồi. Bên nhà bạn trai nó không hợp tuổi. Bạn trai nhà bạn có coi tuổi không? Dạ không chị ơi. Việc cưới sinh thì do em quyết định cho nên em không có quan trọng về vấn đề tuổi tác. Rồi. Mà em tuổi con gì? Em nay sinh năm 88. Bên đây sinh năm nhiêu, tuổi con gì? Dạ 87. Ủa là lớn hơn bên kia 1 tuổi. Dạ. Rồi một tuổi nhỏ hơn cũng không thành vấn đề luôn đúng dạ. Không? Rồi tiếp tục, giờ muốn kiếm một người bạn trai như thế nào? Nói chung là hiền, giờ ngoại hình là phải cao hơn 1m65. Bên kia cao nhiêu? Dạ em 1m71. Được. Dư luôn. Tiếp. Gọn gàng, không xăm mình hay là không nhuộm tóc? Có xăm mình không? Dạ không chị ơi. Chắc không? Chắc chắn 100%, từ trên xuống dưới không có một vết xăm. Có uống xăm không? Dạ có. Ừ được, uống xăm được. Rồi tiếp còn gì nữa không bạn? Đừng có gia trưởng quá. Có gia trưởng không? Dạ không gia trưởng. Ông này chắc muốn vợ lắm rồi nè, cái gì ông cũng không hết trơn hết trọi à. Rồi được rồi đó. Vậy thì em có đặt ra cái tiêu chuẩn tìm bạn gái như thế nào không? Tiêu chuẩn của em thì nói chung là cũng rất là đơn giản. Cao 1m50 trở lên là được rồi. Về ngoại hình thì hơi thon thon, nhìn dễ nhìn xíu. Rồi. Tóc tai thì ngắn cũng đẹp, dài cũng xinh xinh. Thì cái nào cũng được. Quề chất vậy, ông muốn vợ lắm rồi. Nãy bạn gái bên kia có chia sẻ một mối tình 4 năm. À, còn bạn? Dạ em thì trước đây em có quen 2 mối tình. Và mối tình chia tay gần đây nhất là cách đây khoảng 2 năm. Tại lý do chia tay của em thì nó lãng xẹt. Sao lãng xẹt? Dạ một kể trận nghe của nó lãng cỡ nào. Một trận đá banh định mệnh mà hai đứa em phải chia tay. Trời ơi. Hai đứa cá độ hả? Dạ không. Sao? Dạ chào. Bữa nay có một trận đá banh định mệnh mà hai đứa quen nhau, được không? Dạ được. Ủa sao nói chuyện chậm vui vậy? Dạ em tự nhiên. Rồi em kể câu chuyện đi, chị ráng cho đứng nghe tới mai coi xong câu chuyện không nha. Bữa đó em có đá banh, là 9 giờ em hẹn bạn gái đi chơi. Sự cố cho nên em quản lại, là dời lên trên đá cho nên trễ hẹn với bạn gái. Bạn gái giận lẫy, không nghe anh giải thích gì hết. Thì dặn lẫy xong rồi hai bên không ai nói chuyện với nhau riết. Rồi thời gian thì người nó lên tiếng, thôi mình không hợp, mình chia tay đi anh. Lý do đúng ra là ông em phải lên tiếng trước. Em xin lỗi, một tuần không gặp mặt em. À, tại em xin lỗi chậm quá chứ gì. Hay là cổ nghi ngờ giới tính của em không? Dạ quen 2 năm rồi chị. À là có mừng ăn gì rồi đúng không? Trời ơi. Tại là cái kiểu nói chậm thì thôi chứ không gì hết đúng không? Dạ, đúng. Chuẩn men đúng không? Dạ đúng à. Cô đó cũng không có hiểu cái thú vui đá banh. Dạ. Còn cô này cổ đá banh luôn. Phải không chị? Ừ. Nếu mà vậy thì bạn đá rồi cổ cũng đi đá thì đâu ai giận ai. Nhưng mà em đá banh mà rồi em có thích cái người bạn gái mình đi đá banh không? Em thích con gái bận đồ thể thao đá banh. Vậy là hợp quá trời hợp rồi, được rồi. Mọi công việc mà em làm em tự quyết định hết. Trước đây em có đi bán kẹo kéo, hiện tại bây giờ em cũng có đi bán kéo kéo màn lên, mình mời cổ mua kẹo kéo nha. Hát kiếm cái bài nào tình cảm nha. Anh này dễ thương lắm. Anh chấp nhận cái sở thích đam mê của em. Ừ, chào em gái. Em có yêu cầu gì người bạn đời của em không? Cần hiền một tí là được rồi, không gia trưởng. Hiền lắm, thật tình lắm. Dạ. Anh hiền lắm em ơi. Đang nãy giờ nói gì ta cười đó à. Có duyên nữa. Dạ. Em không thích gì ảnh không?
Nhậu nhiều quá sợ. Có nhậu không em? Miền Tây chắc có rồi em. Dạ em không biết nhậu, không hút thuốc. Thấy chưa, đừng nhìn bề ngoài mà đoán vậy là không được. Có biết cờ bạc không anh? Không cờ bạc luôn em ơi. Vậy là được rồi. Được rồi ha. Anh chỉ biết lo làm ăn thôi, không có chơi gì dính vô mấy cái đó. Dạ. Anh dễ thương lắm. Bây giờ thí dụ như cổ ở Sài Gòn nè, em có đồng ý ở rể không? Ở rể thì cũng được, không có gì đâu. Không có gì đâu đúng không? Dạ. Không, cho tôi hỏi bạn nam một câu. Bạn nữ nhìn hơi men. Em men lắm chị. Không, bạn nữ, tôi nói bạn nữ nhìn hơi cá tính đúng không chị? Ừ, hơi cứng cứng, không có dịu dàng, còn yểu điệu đâu nha. Dạ. Sao? Được chị. Quan trọng là tâm lý mà hiểu nhau là được rồi. Còn dịu dàng như vậy không cần thiết. Không cần thiết. Được. Được ha. Dạ. Rồi, ông này gì cũng được hết đó. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đi. Em có đi với ai không? Dạ đi với bạn đồng nghiệp. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào khán giả trường quay ạ. Anh này thì hiền, thấy là anh này rất dễ thương, đồng ý với mày. Nhưng mà chị hỏi nha, chị hỏi em nè, em chơi với Sang lâu rồi phải không? Dạ. Nhìn men nhưng mà có men không? Dạ không. Thấy không, thích con trai đúng không? Dạ. Ủa quên, thích con gái chứ, lộn. Không, thích con trai vậy. Thích con trai thì được. Bạn trai, có đi với ai không? Dạ em đi với bạn em. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào em. Tất cả các quý khán giả có trong chương trình hôm nay ạ. Và anh Kha là một người rất là hiền, thật thà. Đặc biệt cá là anh rất là hài hước. Vấn đề ăn chơi hay là nhậu, thật sự là anh không biết nhậu. Còn về bạn nữ bên đây thì em thấy rất là dễ thương. Em nghĩ là rất là hợp, cặp đôi rất là hợp với nhau. Cảm ơn em. Bây giờ ha. Thôi, cho đôi lên. Trẻ gặp nhau đi. Kiếm các bạn cảm ơn lên cảm nha. Hai, ba. Trước khi đến đây thì anh có một món quà anh tặng em. Này, thay cho món quà thì anh có một câu hát anh muốn hát để tặng em. Anh xin dâng tình anh trọn đời, người hỡi người xin hãy nhấn nút để ta hẹn hò. Cảm nhận về nhau thế nào? Anh thấy em cũng dễ thương, đúng mẫu người mà anh đang chọn. Em cảm nhận về anh như thế nào? Nhìn anh có thể là khác so với suy nghĩ ban đầu của em. Được cái là anh hiền. Nếu như mà anh với em đồng ý hẹn hò, sau này mình tiến tới hôn nhân thì em có chấp nhận ví dụ sống ở nhà trọ không? Tại vì hiện tại giờ anh chưa có khả năng để mua được căn nhà. Nếu vậy thì anh có thể ở rể. Anh có chấp nhận ở rể hay là không? Nếu mà gia đình bên em có ý kiến thì anh cũng có thể được. Được không? Được. Anh làm ở đây hay là làm ở quê luôn anh? Anh đang làm ở đây. Và dự định của anh là lập nghiệp ở tại thành phố này. Nếu vậy thì được. Đây, ở đây công việc của em thì nó cũng đã ổn định hết rồi. Anh đang tranh đấu để đạt được cái mục đích của mình. Phấn đấu thôi mà bắn sáo không tranh đấu. Tranh đấu với ai? Phấn đấu. Phấn đấu. Sếp làm sao để mà gặp nhau hẹn hò làm sao? Mình sẽ gặp nhau như thế nào? Thử coi. Kêu ổng tính không, hỏi người ta như thế nào. Chủ nhật là em rảnh cả ngày thôi. Ngày chủ nhật thì đi bán kẹo kéo chung với ảnh được không? Anh thổi sáo rồi em đi mời người ta. Em đi mời thì chắc được chị. Nhưng mà đừng kêu em hát là được rồi. Vậy là được rồi, trời ơi. Em có biết hát không? Không. Anh hỏi thu nhập bán kẹo kéo ha. Mỗi một ngày mình đi bán suốt như vậy thì mình khoảng được bao nhiêu ngày em? Trung bình một đêm mà em đi hát khoảng 3 đến 4 tiếng thì thu nhập của em khoảng 500 đến 600 mà. 600 cũng ổn đó nha. Tháng cũng mười mấy triệu rồi. 18 triệu. Mà cái đó là mới kẹo kéo không hay là tính tiền bán sáo chưa? Dạ kẹo kéo chị. Còn kẹo kéo chưa tính bán sáo là đó. Sao nữa? Vậy là đủ nuôi à. Đủ nuôi vợ với con đủ nuôi vợ con không em? Dạ dư sức chị. Dư sức cơ hội cho em nói một câu gì đó thật tình cảm, thuyết phục được bạn gái. Định mệnh đã ngăn cách chúng ta khoảng thời gian rất dài. Thì hiện tại giờ định mệnh đã đưa chúng ta hẹn ngồi ở đây đối diện với nhau thì anh hiện tại anh không có thể lo cho em được nhà cao cửa rộng nhưng anh chắc chắn với em một điều rằng nếu em lấy anh thì anh sẽ che chở cho em đến suốt cuộc đời này. Hay quá. Rất hay. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ và đi đến quyết định. 1 2 3 quyết liệt. Hết thời gian. Quyết liệt, quyết sống liệt. Bấm. Bấm. Nói gì vậy? Nắm tay bạn gái nhau cái đi. Cảm giác như thế nào? Hả? Thôi hợp quá anh. Hùng cái đi. Hùng cái đi. Mẹ lớn.
Hồi hộp rồi đó, tự hứa tấn công. Bây giờ phải hoàn trên 1m6. Dạ. Rồi bây giờ bao lăng luôn, 1m61. Còn gì nữa? Là người có chính kiến độc lập trong mọi suy nghĩ, không dễ bị sao lãng hoặc là dễ bị tác động bởi bên ngoài. Một người là vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát. Bạn có cái mẫu người lý tưởng nào không? Thì ngoại hình dễ nhìn, ưa nhìn và cỡ tướng thân rồi tôi dinh là được. Trời ơi, bớt xuống một chút đi cô. Sao? Cỡ tướng thân. Em tên là gì? Dạ em tên là Thanh Như. Thanh Như. Dạ. Như năm nay bao nhiêu tuổi nè? Dạ em năm nay 24 tuổi. Mình đang làm công việc gì á Như? Dạ hiện tại em đang là nhân viên văn phòng. Rồi coi chàng trai ta làm việc gì đây, xin mời. Chào bạn. Dạ chào khán giả chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào chị Cát Tường và đặc biệt chào bạn ở bên kia bức rèm. Rồi chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ em tên tên Bình ạ. Tên Bình? Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ em 31 tuổi. Làm nghề gì? Dạ em làm ở khoa dược bệnh viện Đa khoa Bưu Điện. Khoa dược hả? Dạ. Lúc nãy em chưa nói hết là mình đang làm ở công ty nào. Em đang làm ở trường mầm non. Mà từ xưa giờ có bao nhiêu bạn trai rồi? Dạ chỉ có một hả. Chia tay cách đây bao lâu? Hơi bị lâu rồi, 3 năm. 3 năm? Dạ. 3 năm nay sinh vậy mà cũng không có ai đeo nổi hả? Chắc tại em duyên em nó tiềm ẩn quá cho nên em tìm hoài chưa ra. Bạn trai bên đây có mấy mối tình? Có 2 mối tình rồi ạ. À. Lúc yêu nhau đó thì bạn gái hay càm ràm về bạn cái điều gì mà bạn gái không thích? Do là hiện tại em ở với má em, chỉ có một mình với má em thôi. Thì đi chơi thì sẽ không được, không về trễ được. Má bạn không cho bạn về trễ? Không, mấy lỗi. Có nghĩa là chỉ về sớm, có nghĩa là khoảng 10 giờ trở lại thôi. Tại sao vậy? Sao kỳ vậy? Tại vì chắc em nghĩ chắc má em sợ ma. Má sợ ma phải về giữ ma cho má em. Nhưng mà ở nhà là có 2 mẹ con thôi hả? Dạ, tại vì chị em có gia đình rồi chị. Ủa vậy bây giờ nếu như mà bạn lấy vợ thì mình sẽ về sống chung với mẹ bạn luôn hả? Dạ đúng rồi chị. Ồ khoan, xin để chị hỏi bên này cái em ơi, em có chịu làm dâu không? Dạ không. Chết rồi, dạ không. Không chịu làm dâu? Không. Rồi sao? Em có chịu lấy không? Em chắc là sẽ thuyết phục. Thuyết phục ai? Thuyết phục bạn này chứ. Và bạn có thể thuyết phục má em. Tại sao em lại không chịu làm dâu? Em có một cái cách tính hơi mạnh. Em thích là cuộc sống độc lập của hai người. Em không thích phụ thuộc hoặc là bị tác động bởi hai bên. Nhưng mà rủi bây giờ bạn bên đây là được hết yêu rồi, bây giờ mà bây giờ không chịu làm dâu thì bạn nó cũng không chịu ra ngoài ở riêng luôn rồi làm sao? Vậy thôi chia tay hả? Lúc đó thì sẽ coi cách bạn đó thuyết phục em như thế nào, cư xử cách nói chuyện bạn đó như thế nào. Nếu mà đủ lớn, đủ thuyết phục em thì sao cũng được. À, ban đầu thì mình sẽ chọn lựa là mình không làm dâu. Dạ. Nhưng nếu tình yêu mình nó lớn mạnh thì mình cũng có thể, đúng không? Bây giờ bạn thích cái người bạn trai của mình, người chồng tương lai của mình là người như thế nào? Em thích người đó là phải cao hơn em. Rồi thấy bạn cao lắm mà, bạn cao bao nhiêu? Dạ có 1m6 ạ. Bây giờ phải mà trên 1m6. Dạ. Rồi bây giờ bao ăn luôn 1m61. Thôi rồi đó, còn gì nữa? Còn gì nữa? Là người có chính kiến độc lập trong mọi suy nghĩ, không dễ bị sao lãng hoặc là dễ bị tác động bởi bên ngoài. Một người là vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát. Bạn có cái mẫu người lý tưởng nào không? Thì ngoại hình dễ nhìn, ưa nhìn và cỡ tướng thân rồi Trương Quốc Vinh là được. Trời ơi, bớt xuống một chút đi cô. Sao? Cỡ tướng thân với Trương Quốc Vinh được rồi. Em chỉ nói là cái cấp yêu cầu của bạn như thế nào thôi. Dạ em thích con gái tóc dài. Tóc dài, mắt to. Em thích có lúc bằng tiền, vì có lúc bằng tiền thì cười nó sẽ dễ thương hơn. Thích người yêu của mình giống ai không? Có nét giống như Viên Thùy Trang. Bây giờ em không thích cái gì ở người bạn trai của mình? Đừng quá cố chấp, gia trưởng, nóng tính. Bên đây có không? Dạ không. Không có rồi. Cố bên đây hiền lắm. Gia trưởng, nóng tính. Dạ chào chị. Đây hiền khô à? Anh có gia trưởng không? Dạ không nhỉ. Có chút chút thôi. Nhưng mà nói chung là nếu mà có cãi lộn với bạn gái thì... Nhưng mà chịu không nổi thì em bỏ đi, em không có cãi lại. Mà hiện tại bây giờ bạn đi làm về nhà đó rồi tiền lương được có gửi cho mẹ giữ không? Cũng một khoản rồi chị. Rồi mai mốt lấy vợ là tiền ai giữ? Dạ em chuyển vô thẻ hết rồi. Thẻ của ai? Thẻ của em. Có nghĩa là tiền em giữ. Thường dạ. Ta lấy vợ là tiền phải do vợ giữ chứ. Nếu mà vợ muốn thì em có thể đưa thẻ cho vợ giữ, nhưng mà tài khoản em giữ. Cái mẫu, cái mã bắt buộc em giữ. Ta giữ mà bắt buộc bạn giữ thì ta giữ nó làm gì? Giữ cái thẻ không thì làm gì? Thì chừng nào cần thì em sẽ cho. Sao anh lên anh cười không? Anh không nói tiếng nào anh lên cười không vậy? Anh đồng ý tán thành nên anh không đồng ý mà anh cười không vậy? Anh là vợ anh giữ luôn thẻ với tài khoản luôn. Anh không biết tài khoản luôn. Đó, đàn ông người ta phải như anh Nguyễn Linh như vậy đó. Giống anh đi, giống anh đi. Giống anh thôi. Không mà thường nó nói là vợ mình sợ vợ mà sống lâu mà để vợ trên đầu được trường sẽ bắt lão. Đúng rồi. Vậy giờ cho vợ biết password không? Dạ biết.
hứa nha. Dạ. Đưa vợ giữ rồi, tiền được mà rồi, giữ rồi luôn nha. Giống tôi rồi ha. Tại nó vợ mình sợ. Cảm ơn chị á. Có gì là chia cho chị đó nha. Hello. Dạ chào anh. Dễ thương. Nè, anh đây anh hiền lắm. Hiền thiệt luôn anh. Hiền thiệt, cái làm dâu thôi. Kệ về phục vụ chút xíu rồi mà. Em không sợ cái chuyện làm dâu, em chỉ cần cái người đó hiểu cho cái người vợ ở nhà làm dâu là được. Hiểu, anh chắc chắn anh này hiểu anh hiền lắm. Dễ thương nữa. Ha, anh chỉ nghe lời mẹ chút xíu thôi. Còn mẹ anh nghe lời chứ sao đâu, thì mẹ anh như mẹ em mà đúng không? Ha, anh cho giữ tiền rồi đó. Anh nói nè. Rồi ngon lành rồi đó. Kéo màn lên đi. Rồi kéo màn. 2 phút bắt đầu. Dạ. Trời, tưởng tặng quà. Tóc em không có dài. Thường thường cuối tuần em có đi đâu chơi không? Dạ có. Rồi em có thích uống cà phê bệt không? Dạ có. Cuối tuần này hầu như là buổi sáng của ngoài đó. À. Bây giờ tao không có tóc dài kìa. Nãy không mà tóc dài thì bây giờ dài. Nó có đi nối tóc cũng được chị. Nói tóc giờ mắc lắm á. Không mà để dài cũng được, khoảng chừng vài tháng thì cũng được nè. Nghe mắc cái tự nhiên chuyển tông liền. Không, có nghĩa là trước đó có thể nối tóc được chị, sau đó để ra dài được. Tiết mà tiết kiệm cho gia đình chứ. Cho tiền đi nối tóc không? Dạ cho chị, nãy em đưa thẻ rồi mà. Trời ơi. Anh có đi thầy bói thì thầy bói nói là trước anh làm thầy tu, thành ra giờ mất duyên hết rồi. Hôm nay mới được có duyên. Anh có mê tín hả? Không, chỉ coi cho vui thôi, coi chung với mấy chị làm chung. Vậy là không có mê tín? Không. Em mê tín lắm luôn á. Vậy hả? Mê là mê sao em? Dạ giống như là tuổi tác này kia, hoặc là nói chung là mọi thứ thì cũng hơi chút chút vậy thôi á. Nói chung là cũng có. Em mà năm nay sinh năm bao nhiêu vậy? Dạ 91. 91 với là anh sinh 83 hợp lắm á. Ông nói ông không tin mà giờ ông hỏi người ta cũng nó hợp. Không có thêm tuổi là hợp mà chị. Hả không? Tuổi đẹp rồi chị. Hợp ha. Rồi hết giờ. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Ủa, bạn có thấy hợp không mà bạn nhấn chuông lẹ vậy? Hợp tuổi không? Cái đó em chưa biết gì, nhà em đi coi thầy mới biết. Trời đất ơi, anh mới nói anh sinh năm nhiêu nhớ không? 83. Em là con dê đúng không? Anh con heo rất là hợp. Vậy là dê heo. Dê ai dê? Heo dê. Heo dê mà dê heo. Heo dê phải không? Ai dê, ai dê, ai heo? Dạ em heo. Vậy dê, dê nắm tay người ta đi. Thôi cái đó để kính kính chị ơi. Mình dê mà, mình... Này à.